Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì đây là phần 2 của review Trại Súc Vật của tác giả Joe Well. Thì đây là phần spoiler, bởi vậy khi mình nhận xét phần này nó sẽ khác với phần 1. Nó là mình sẽ nói thẳng luôn vào những cái vấn đề trong chuyện, bởi vậy video này sẽ không phù hợp với các bạn mà chưa đọc xong quyển này, hoặc là nếu các bạn không muốn bị spoil thì các bạn đừng xem video nha, xem video trước cũng được. Thì ok, bắt đầu. Thì nói chung là vì đây là video của những người đã đọc xong quyển này nên mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, mình không cần giới thiệu dài dòng hết. Đầu tiên cái mình muốn nói sau khi đọc quyển này đó là, như mình nói video trước, mình không ngờ nó lại hấp dẫn vậy nha. Ý là tuyệt luôn á nha, kiểu mấy cái trang cuối như bạn đã đọc rồi đó, kiểu sao mà nó hay dữ vậy. Ý là mình không ngờ nó gây cớm vậy. Cái khúc cuối như mình đã nói, mình hoàn toàn không thể thấy trước được cái chuyện sẽ xảy ra với chú ngựa đấu sĩ luôn. Ý là chú ngựa đấu sĩ với cái chú lừa Benjamin là một nhân vật mà mình phải gọi là rất là thích luôn á trong cái chuyện này. Và không ngờ cuối cùng nó lại xảy ra chuyện như vậy. Ý là mình không hề đề phòng với cái chuyện đó luôn á nha. Khi cái chuyện nó tới mình hoàn toàn bất ngờ luôn, kiểu what the hell, có chuyện gì xảy ra vậy. Một phần trong mình nghĩ là ok, cái này không phải là thật, nó chỉ đùa thôi. Hoặc là cái độ ác của cái chú lợn, vẫn quên tên, của cái con lợn đó. Bây giờ cứ nói con lợn đó là hiểu nha, nói chung là mình quên tên rồi. Tại thiệt, đúng cái lúc review thì lại quên tên. Nếu mình không ngờ con nó ác tới cái vậy á, mình cực kỳ ghét nó luôn nha. Cái con lợn đó nha, từ cái đầu chuyện cho tới cái cuối chuyện, mình nghĩ là đây là một nhân vật hay họ không hề ưa một tí xíu nào luôn á. Thì đương nhiên là tác giả khắc họa cái con lợn đó là nhân vật ác rồi, nhưng mà sao nó ác dữ vậy. Ý là mình không thích những cái nhân vật nào kiểu như kiểu chuyện cổ tích, những như là ác từ đầu tới đuôi vậy á. Cuối cùng là đương nhiên là nó vẫn có chuyển biến, nhưng mà không phải chuyển biến tốt hơn, là chuyển biến còn ác hơn nữa. Nói chung là mình ghét cái con lợn đó. Còn cái con lợn thứ hai trong chuyện này là con lợn bông tuyết. Nói chung là mình giữa hai con lợn nha, mình thích con này hơn. Và mình nghĩ là chắc ai đọc cũng cảm thấy vậy. Nên nó biết sáng chế rồi đấy vậy. Nó có một cái tư tưởng là thực sự là nó muốn cải thiện cái đất nước này, chứ không phải là nó muốn lợi dụng cái đất nước này nó trục lợi. Thì có một cái khoảng là xong rồi, khi con lợn này bị bỏ đi và cái cố xay nó bị phá, mình cứ nghĩ là ok, chắc không phải con này đâu, chắc là tác giả vô oan thôi, chứ mình cũng thực sự nghĩ con này là một nhân vật tốt. Nhưng mà hình như cuối cùng là nó thì cũng hơi buồn. Nói chung là con lợn này không hẳn là một người tốt, nhưng mà nói chung là mình thích con lợn bông tuyết hơn cái con lợn kia. Sao không nhớ được con lợn kia tên gì? Chán thiệt á. Và mình cảm thấy là cái chương cuối, cái chuyện này, cái chương gần cuối và cái chương cuối là hai cái chương mình ấn tượng mạnh nhất. Cái chương gần cuối là cái chương mà con lừa ngựa đấu sĩ bị đem đi bán, và cái chương cuối là cái chương mà không ngờ cuối cùng tất cả lại quay lại trở về ban đầu. Nghĩa là vẫn là chế độ nô lệ, vẫn là chế độ thực dân, chứ nó không có khác gì hết. Giống kiểu là hoàn toàn nguyên một cái nền chủ nghĩa đó nó đã bị sụp đổ bởi vì một cái số đối tượng là những con heo á, nó quá là tham lam trục lợi với chính bản thân mình. Và nó thiệt là khi mình đọc quyển này nha, có một số chi tiết không những cuối chuyện mà trong chuyện á, mình cảm tưởng như kiểu mình hoàn toàn có thể đồng cảm mình với cái chuyện đó, kiểu cái tình hình nước mình á. Đương nhiên là nói ra thì cũng không nên, tại vì nó bị phản động là cái gì, nhưng mà thực tế là ai cũng phải thừa nhận đó là có những cái tình huống trong nước mình nghĩ là thực tế cái đường lối đi của nước mình rất là đúng. Và nếu như mình thực hiện đúng cái điều đó thì mình hoàn toàn có thể cứu vớt đất nước mình lên, có thể hoàn toàn đưa đất nước mình đi lên được. Nhưng mà cuối cùng lúc này nó cũng chỉ có đúng một vấn đề duy nhất, đó là có một vài người đứng đầu như những con lợn trong phim này lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện trục lợi bản thân nha. Và mình nghĩ cái hay của cái tác phẩm này đó là tác giả không quá đi sâu vào cái chuyện đó là chửi rủa chủ nghĩa dân tộc này, chủ nghĩa dân tộc kia hay là cái gì hết. Mà tác giả muốn nhấn mạnh một ý, đó là trục lợi bản thân thực tế là kiểu là một cái bản chất xấu xa của con người, đúng không? Nghĩa là mình nghĩ là dù không có chế độ chủ nghĩa xã hội trong cái trại súc vật thì cái con lợn kia nó vẫn sẽ xấu xa vậy thôi. Nghĩa là thực tế là khi mình tiếp xúc với nhiều người trong xã hội, mình cũng để ý cái này một điểm mà tác giả khắc họa rất là hay, là cái sự tham lam, cái sự quyền lực muốn mình đứng trên tất cả mọi người. Giống kiểu là cái tính cách đó được khắc họa rất là tốt qua cái con vật kia, qua cái những cái con heo á. Bởi vậy nói chung là mình nghĩ là tác phẩm này một phần nó hay, tại vì không phải là nó quá đi sâu vào những cái chuyện phân biệt chính trị hay là phân tích chính trị gì đó, mà
hoàn toàn cái cốt truyện của chị này, nhất là qua cái lời của chú lừa Benjamin đó, là một cái câu nói mình rất ấn tượng. Mình nghĩ là câu nói này tác giả cũng muốn nhấn mạnh với mọi người, đó là cái chủ nghĩa nào thì nó cũng như vậy thôi, thực tế là vậy. Mình nghĩ là ở bên Tây nó cũng không có sướng gì hơn mình đó. Thực tế là bạn đọc báo bên Tây người ta cũng có những cái vấn đề riêng người ta. Rồi khi bầu Donald Trump lên thì cũng khóc lóc này nọ. Bạn thấy không, thực tế là bạn lúc nào cũng nghĩ là nước ngoài hay tư bản là có gì đó hơn mình. Nhưng thực tế là cái nền chủ nghĩa nào cũng vậy. Đó là cái mà tác giả đang muốn nói á. Cái nền chủ nghĩa nào nó cũng có một cái vấn đề riêng như nhau, đó là giữa cái lý tưởng và cái bản chất xấu xa của con người nó không thể cân bằng được. Cái lý tưởng rất là hay, rất là mới mẻ, rất là cao lớn, vĩ đại, nhưng mà cuối cùng liệu nó có thắng được cái bản chất xấu xa của con người hay không? Thì đây là một cái thông điệp mình nghĩ rất là nhân văn mà tác giả đang muốn gửi tới. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi review của mình. Muốn nói dài hơn tí nhưng mà nói dài quá thì chắc không ai nghe. Nói dài hơn tí là làm video 10 phút á. 10 phút có coi không ta? Thôi kệ, mấy bạn cứ coi tiếp nha, rồi có gì nó 10 phút dài quá thì mấy bạn có gì xuống dưới phần comment nói với mình nha, thì lần sau mình sẽ làm video review ngắn lại. Nếu như mà cho mình review tiếp thì điều mà mình muốn nói về cái quyển này đó là cái phần mà chi tiết và cái phần mà xây á, xây cái cố xây gió á. Mình nghĩ là một chi tiết rất là đắt giá, nhưng kiểu cố xây gió là một cái biểu tượng của cái cuốn truyện này luôn. Thế là mình nghĩ là cái cuốn này nó hay ở chỗ là cái cố xây gió, như là khi một cuốn truyện hay nó sẽ có một cái gì đó mà làm bạn suy nghĩ, và bạn biết chắc chắn là mình vẫn chưa hiểu được hết cái ý tưởng của chuyện đó, vì chắc chắn là trong tương lai bạn sẽ đọc lại. Và cái cuốn này đối với mình cũng vậy. Mình nghĩ là cái cố xây gió là một cái hình tượng gì đó nó khá là mang tính trừu tượng và hình tượng nha. Bởi vì mình nghĩ là khi mình đọc lại cái cuốn này, khi mình trở nên già hơn, chín chắn hơn, thì mình vẫn sẽ trân trọng nó, thậm chí mình còn sẽ cảm thấy quý cuốn này hơn nữa. Còn về cái quan điểm của mình về cái cố xây gió nha, thì mình cũng mới 18 tuổi, mình cũng chưa có nhiều trải nghiệm xã hội mấy, nhưng mà thực tế là khi mà mình đọc tới cái vấn đề cố xây gió đó, tự nhiên mình hiểu tại sao tác giả lại nói vấn đề này trong cái cuốn này. Tại vì thực tế một trong những cái nền tảng của nền chủ nghĩa xã hội đó là tất cả mọi người cùng chung tay vào thực hiện chung một chuyện và cùng hưởng lợi ích chung từ việc đó. Thực tế là ngay khi mình còn nhỏ mình nghe tới chuyện đó mình giống kiểu oh my god, hay quá, cái này đúng là ý tưởng hay luôn á. Nhưng mà khi mình lớn lên, sau qua nhiều lần học nhóm rồi đoàn đội rồi các hoạt động ở trường, thì nói thiệt là niềm tin của mình và cái cố xây gió đã bắt đầu giảm. Đúng vậy, niềm tin cố xây gió. Giờ mình có lẽ mình sẽ gọi ý là lúc nào nó cũng sẽ có luôn một cái vấn đề gì đó giữa một cái tập thể nha. Mình cảm tưởng vậy, mình không thấy giải thích tại sao, nhưng mà lúc nào nó cũng sẽ có một cái vấn đề gì đó mà nó làm ảnh hưởng đến cái tập thể, mà cuối cùng là cái chuyện nó lại không đi tới đâu hết. Và một cái hình tượng mình thấy hay về cái cố xây gió này, đó là cái lúc mà cái cố xây gió sụp đổ á, cái cảm tưởng của mọi người trong cái trại súc vật này là một cái, mình cảm tưởng cái khúc là một cái khúc mà nó nói và cảm xúc rất là hay. Nó cũng phần nào mình cũng có thể hiểu được nó, khi mà tất cả mọi người đã cùng chung tay chung sức vô, nhưng cuối cùng lại thất bại chỉ vì một cái yếu tố gì đó. Cảm tưởng nó rất là mệt mỏi. Nên bây giờ nói chung chung nhất là cố xây gió với mình, trường hợp mà khi các bạn ở trong lớp á, và thầy của bạn đưa ra một việc làm nhóm nào đó, và cuối cùng điểm của nhóm chính là điểm của từng thành viên vậy. Nói thiệt là đứa nào từng đi học mày hãy thừa nhận đi, chuyện đó sẽ không xảy ra. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Tạm biệt.